Mến chào tất cả quý vị, con là Linh Mục An Bình lại một lần nữa. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Thánh Ca, Lời Con Muốn Nói. Kính thưa quý vị, chúng ta biết September 8 là ngày birthday của Đức Mẹ. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng con có một cái chương trình rất là đặc biệt để có những bài ca để dâng cho Đức Mẹ. Nhưng mà lời đầu tiên thì con xin giới thiệu đến quý vị những anh chị trong ca đoàn Gloria. Em xin được mến chào quý anh chị. Con xin kính chào cha và kính chào quý vị khán giả. Vâng. Con xin kính chào cha và tất cả quý vị khán giả. Dạ. Chào cha và chào các quý vị. Vâng. Dạ, con kính chào cha và chào quý vị khán giả. Em nghĩ là lần đầu tiên ấy mình chào khán giả, mình có thể là giới thiệu một chút xíu là tên ở đâu, có người yêu chưa và đang là sinh hoạt ở đâu để cho quý vị biết. Dạ, yeah, con tên là Kim Anh. Yeah. Con ở trong ca đoàn Gloria. Vâng. Thân biết cũng một thời gian khá lâu. Dạ yeah, vâng. Dạ. Yeah. Con anh? Dạ yeah, vâng, con là Trần Minh Quyết. Con cũng sinh hoạt ở nhà thờ St. Bonaventure cũng là lâu rồi. Dạ vâng, cũng trong ca đoàn Gloria. Vâng, quý vị thấy là mỗi tuần thì chúng con có một số ca viên mới, còn bên hai ca viên này thì hơi cũ cũ rồi. Đây là chị Trang. Chị Trang là một trong những người ca chính ở trong Lời Con Muốn Nói. Và anh Vũ cũng là một người giúp con rất là đặc biệt, là anh Vũ là người music director của nhóm. Và hôm nay chúng ta cũng có một người rất là đặc biệt. Simpson. Chào cha, con sinh hoạt các đoàn Gloria và các đoàn Dục Lạc ở Samburikakat. Wow, welcome anh. Và em biết là hình như là anh có bà con gì với cha Kim Long phải không ạ? Dạ, cha Kim Long là bác. Wow, vậy hôm nay là chúng ta sẽ có nghe được tiếng đàn của anh Nguyễn Công Trứ. Vậy thì hôm nay khi mà nói về Đức Mẹ đó quý anh chị, thì một cái điều đức tính gì đầu tiên của Đức Mẹ mà anh chị cảm thấy là mình yêu quý và mình muốn học theo? Khiêm nhường. Khiêm nhường đúng hả? Đúng rồi. Yeah. Còn anh thì làm sao? Tính gì của Đức Mẹ? Con thấy thì Đức Mẹ có lẽ là Đức Mẹ lắng nghe nhiều hơn. Có nghĩa là ít nói và lắng nghe. Chúa nói gì cũng nghe hết. Vâng theo. Dạ vâng. Nhưng vậy còn trong đời sống vợ chồng của anh thì bà xã của anh thì làm sao? Nếu có bà xã của anh có học được Đức Mẹ cái tính đó hay không? Có lẽ chắc tụi con cũng phải học lẫn nhau ạ. Okay. Lẫn nhau trong đời sống gia đình. Dạ vâng. Vâng, quý vị cũng biết là chị Kim Anh và anh Quyết là một cặp uyên ương ở trong ca đoàn, và đây là ông Thánh Giuse và đây là bà Maria. Chúa thôi, chẳng nói thế hay con không ra. Không thể nào so sánh với Đức Mẹ được. Không, mình là nêu gương thôi, mình là noi gương. Dạ. Yeah. Yeah. Thì với Đức Mẹ thì con rất là biết ơn Ngài, là tại vì trong quá khứ của con thì có một thời gian con bị bệnh rất là nặng. Nhưng mà được ơn riêng do Đức Mẹ ban cho khi mà con có dịp đi qua bên đi hành hương ở bên Medjugorje. Thì Mẹ đã chữa lành cho con, qua rất là tạ ơn. Thì để với cái chứng bệnh mà con có thì có lẽ là không thể nào có thuốc chữa được. Nhưng mà con đã được ơn chữa lành và con đã qua bên đó để mà tạ ơn Đức Mẹ. Mà trong cái thời cái kỳ đó thì lúc mà quay trở về thì giống như người ta nói là ai qua đến đó rồi thì là Đức Mẹ sẽ đang đóng một cái dấu ấn. Wow. Để mà trở thành giống như là một cái gọi là được, gọi là được để làm con cái để mà phục vụ. Thì quả thật khi con trở về thì con được cái ơn gọi đó. Wow. Là bắt đầu là biết phục vụ người khác. Wow. Cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ cái câu chuyện đó. Và em được biết là chị cũng có một cái giọng hát rất là hay, và quý vị trong ngày hôm nay sẽ được thưởng thức giọng hát của chị Kim Anh. Vậy thì bây giờ mình cũng nói hơi nhiều rồi đó. Thì hôm nay là ngày của Đức Mẹ, thì cái bài đầu tiên mình hát là bài gì thưa anh Vũ? Thì bài này là cái bài từ tiếng Pháp tên là Cherchez avec toi ma vie, thì là dịch ra là Con tìm với mẹ. Wow. Thì hôm nay chúng ta hát bài này giống như là mình đi theo Đức Mẹ để mình theo chân mình đi tìm Chúa. Wow. Ok, vậy quý vị đã chuẩn bị chưa ạ? Xin mời đàn sĩ. Thank you.
Con tin từ cõi hoang mang đời con, mẹ đưa dẫn theo từng bước Chúa đi. Cùng mẹ lòng biết hôm nay chờ mong, hồng ân Chúa trao qua trái tim mẹ. Đã có nhiều lúc mẹ cất lời ca Magnifica, hỡi mẹ đồng trinh, dân thế trần đến muôn sáng phục sinh, xin lắng nghe nhân lời người quang vinh. Cảm ơn Đức Mẹ. Cảm ơn Đức Mẹ. Cái này nghe phê quá cha. Cái này cái hy vọng là tất cả chúng ta quý vị thấy là ca đoàn của chúng con hát thế nào ạ? Nếu mà được thì quý vị có thể mời ca đoàn chúng con có thể hát đám cưới rồi các địa khác luôn. Không nhận là cái bài này phải nói là rất là hay phải không? Vâng. Yeah, yeah.
Em thì em có thấy hát sai một chút mà hy vọng là quý vị đừng có nghe. Thì tới lúc đấy là Đức Mẹ che cái lỗi mình đi. Dạ. Lấy Đức Mẹ che cái áo mà. Em nhớ là có một câu chuyện đó thì phải nói là nói về Đức Mẹ thì rất là nhiều người được ơn Đức Mẹ. Thì trong cái giáo xứ thì chắc anh chị cũng biết và cũng muốn chia sẻ với quý vị đó là có một cái chị kia thì chị cũng bị bệnh nặng lắm. Và khi mà con đến nhà thương thăm chị như vậy thì chị nói là bây giờ con không biết làm gì hết, con chỉ biết phó thác vào tay của Đức Mẹ thôi. Và có một điều chị chia sẻ rất là cảm động là nếu mà con có lỗi gì á, hay là có cái gì đi nữa thì mẹ hãy lấy cái vạt áo của mẹ để che con, để dẫn con về với Thiên Chúa. Thì khi mà em nghe cái đó thì thật sự là rất là cảm động. Thì các anh chị có câu chuyện, hồi nãy cảm ơn chị Kim An đã chia sẻ một câu chuyện rất là hay. Có anh chị nào, đối với các anh chị thì chúng ta làm như thế nào để chúng ta tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ? Có ai có cái gì chia sẻ hay không? Mời anh Quyết, Quyết là khách thì mời anh phát biểu. Anh Quyết thì sao? Anh Quyết trong... với chị Kim Anh tha hồ nói. Yeah. Anh Quyết trong cái đời sống của anh ấy thì khi mà anh nhìn lên Đức Mẹ thì anh có cảm nghĩ như thế nào và anh có thể chia sẻ với quý khán giả? Không, thật sự thì em thấy là Đức Mẹ giống như một người mẹ, thì cảm nghiệm giống như một người mẹ. Khi nào mình cần đến cái gì đó thì mình đến với mẹ, mẹ che chở, mẹ phụ giúp. Thì con thì con cảm nghiệm vậy thôi. Trong đời sống gia đình thì dĩ nhiên là cũng có nhiều lúc sóng gió, nhưng mà lúc nào cũng đến để cầu xin những cái khó khăn trong đời sống thì Đức Mẹ là người mà dẫn dắt và chỉ bảo, hướng dẫn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và anh đàn sĩ hôm nay, anh Chứ, em biết là cha Kim Long là chú của anh, chắc có ít hay nhiều thì anh cũng học được cha Kim Long một số điểm. Và đối với anh là một người đàn sĩ như vậy thì khi mà anh cầu nguyện với Đức Mẹ thì anh cầu nguyện như thế nào? Có thể chia sẻ với tất cả mọi người. Là con cầu nguyện Đức Mẹ thì trước tiên là con học Đức Mẹ cầu nguyện là cái tín xin vâng của Đức Mẹ. Là lúc nào cũng là ơn trên nói sao mình xin vâng. Cứ xin vâng là chắc ăn phải không? Vâng. Thì thưa quý vị thì cái bài hát kế tiếp đây, một cái bài hát con cảm thấy là rất là tâm tình về Đức Mẹ La Vang. Thì không biết là quý anh chị có cái có ai chị về La Vang bao giờ chưa? Có anh chị nào về La Vang lần nào chưa? Và nghe Đức Mẹ La Vang thì anh chị cảm thấy như thế nào? Con có đi Đức Mẹ, con đi đến Đức Mẹ La Vang một lần rồi đó, con về Việt Nam rồi cha. Vâng. Đối với em thì em mà cảm thấy nói về Đức Mẹ La Vang thì em cảm thấy rất là gần gũi. Tại vì Đức Mẹ có nghĩa là Đức Mẹ riêng của dân tộc Việt Nam của mình. Thì một điều rất là hãnh diện. Dạ vâng, và em có về Việt Nam và thăm Đức Mẹ La Vang thì cảm thấy như là một người con về thăm mẹ mình thì rất là vui. Và nếu mà anh chị nào mà quý vị nào chưa có dịp về Việt Nam thì khi mà quý vị về Việt Nam thì quý vị phải ghé qua thăm Đức Mẹ của chúng ta là Đức Mẹ La Vang. Và cái bài hát còn con chưa có được về để thăm Đức Mẹ La Vang, vậy chắc chừng nào cha về cho con xin về kém. Welcome, everybody's welcome. Nhưng mà bây giờ chắc cái bài kế tiếp là mình hát bài gì thưa anh chị nhỉ? Lạy Đức Mẹ La Vang. Vâng, ok. Của nhạc sĩ. Nhạc và lời của nhạc sĩ Hoàng Vũ vào. Vâng. Mẹ.
Mà về Đức Mẹ La Vang, con thấy là âm điệu rất là mộc mạc. Và mình cũng phải cảm ơn tất cả quý nhạc sĩ đã sáng tác những cái bài hát về Chúa, về Đức Mẹ thật là hay. Và nhân tiện đây thì con cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đang xem đài, quý vị đang ở miền Nam California, Bắc California và bên Houston, Texas nữa. Thì qua những ngày qua thì chúng con nhận được nhiều, rất là nhiều lời khen. Thật sự là cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thật sự là khi mà em ra ngoài, em bảo cha, con thấy cha ở trên đài hát hay quá. Em cũng mừng mừng mà mắc cỡ chút xíu. Nhưng mà quý vị cũng biết là cái chương trình của chúng con thì mở ra cho tất cả mọi người. Tại vì con nghĩ là một cái chương trình này nếu được phong phú thì sẽ cần được nhiều người cộng tác của quý ca trưởng, ca viên và những người yêu thánh ca để liên lạc với chúng con, để chúng con mời quý vị lên đây để hát những bài thánh ca, ca tụng Chúa và ca tụng Đức Mẹ. Anh chị thấy thế nào? Vâng, chúng con ủng hộ và đồng ý. Rất là mong muốn mọi người tham gia với chúng con. Mà chị Trang hôm nay hình như là chị mặc áo đẹp quá à. Hôm nay con mặc đầm là tại vì hôm nay con giống như con đi dự birthday của Đức Mẹ đó cha. Wow. Vâng, đi party mình phải đầm với cha, xong mình mặc áo dài. Cho nên cho con xin một ngày hôm nay con đi birthday Đức Mẹ con mặc áo đầm. Vậy là tí nữa là chị phải hát cho Đức Mẹ phải thật là hay. Và hôm nay là để một cái món quà mà để dâng cho Đức Mẹ, thì em biết là chị cũng chuẩn bị một cái bài hát về Đức Mẹ, thì chị có thể giới thiệu với quý khán giả. Dạ, con xin được hát bài Ave Maria của Beck and Guno để tặng cho Đức Mẹ. Dạ. Ok, chị ready thì chưa? Dạ vâng. Rung lắm trời. Cái bài Ave Maria lần trước con hát á. Về cái má con cứ nói cái con bé này nó hát tiếng Latin mà nghe như tiếng Mễ vậy. cho nên là hôm nay phải cố gắng học hỏi phải không? Tại vì bây giờ mình lớn rồi, cái lưỡi mình nó không theo điều khiển của mình, cha ơi. Vâng, nhưng mà con sẽ ráng hết sức. Vâng. Nhưng mà con biết là con hát tiếng Mễ hay tiếng Latin thì Đức Mẹ cũng hiểu con. Okay. Đức Mẹ cũng hiểu con hát cái gì. Ok, đàn sĩ chuẩn bị chưa? Ok, xin mời đàn sĩ. Dạ vâng.
một cái bài rất là tân tình và rất là nhẹ nhàng. Ủa, chị hát tiếng gì vậy chị, lại hỏi là tiếng Việt nữa được coi. Để con hỏi má con, má ơi, kỳ này con hát đỡ giống tiếng mẹ chưa? Nhưng mà chị có phải là phải học rất là nhiều phải không? Chị học như thế nào, chị có thể chia sẻ với mọi người được chút xíu không? Hay là chị... Không, con thật sự á, to be honest à, con hát, con nhờ con hát trên thánh lễ online của cha đó. Mà con cảm thấy con improve rất là nhiều. Tại vì mỗi một tuần con được hát đó cha. Thế con nghe, con đúng nghe rồi. Lại sau cái mình rút kinh nghiệm từ từ một chút, cái từ từ cái mình mỗi thứ một chút. Vâng. Thấy chưa, quý vị thấy nghe chị Trang chia sẻ không? Nếu mà quý vị muốn hát hay thì quý vị phải yêu ca đoàn, phải đi tập hát chứ mình phải chứ một đâu phải một ngày một giờ phải không? Như là em thấy Đức Mẹ cũng vậy, thì em nghĩ là khi mà Đức Mẹ nghe Thiên Thần nói là Đức Mẹ sẽ là mẹ của Thiên Chúa, chắc lần đầu tiên thì mẹ nghe là mẹ cũng rất là sợ ha. Và cũng run sợ, nhưng mà từ từ Đức Mẹ cầu nguyện, qua cái sự cầu nguyện thì được Chúa thánh hóa và được sự nâng đỡ của Chúa Thánh Thần. Bởi vậy mẹ mới nói xin vâng. Đối với chị dạ vâng, con xin bổ sung vào cái lời của bài hát này, đó là lời kinh kính mừng. Cho nên con nghĩ là khi nào mà mình tập kinh kính mừng hoài mà mình thấy thường quá thì thôi mình hát bài này. Nhưng mà hôm nay là biết là hôm nay là ngày sinh nhật của Đức Mẹ, thì vậy thì em xin hỏi với anh chị, đối với anh chị á, khi mà anh chị nghĩ cái lời xin vâng đó nó quan trọng như thế nào, hoặc là trong đời sống của chúng ta thì chúng ta phải sống cái lời xin vâng như Đức Mẹ như thế nào, có ai muốn chia sẻ không? con đúng rồi, con đồng ý với cha. Cái xin vâng á thì nghe rất là nhẹ nhàng, nhưng mà mình nói cái đó nó không có dễ dàng đâu cha. Giống như mình phải, khi mình nói xin vâng tức là mình phải ém, mình phải tất những cái tôi của mình xuống và và phải thật rất là khiêm nhường. Hình như là chị muốn chia sẻ cái gì nè phải không? Tôi thấy là xin vâng như là Trang nói là rất là khó. Đức Mẹ cũng thế, khi mà người nói xin vâng thì phải nói rằng đối với con lúc đó Đức Mẹ đúng là Đức Mẹ rất là can đảm. Nếu mà nói theo kiểu trình thế và Đức Mẹ liều. Nhưng mà thật sự với cái sự can đảm của Đức Mẹ với lại với ơn Chúa thì đối với chúng con cũng vậy, với ơn Chúa cái gì cũng là có thể. Cho dù biết là rất khó, cho dù biết là cái chuyện đó là chuyện người thường không thể làm được, nhưng mà đối với Chúa xin vâng, chỉ cần mình xin vâng với lại kết hợp với Chúa thì chuyện gì cũng có thể. Vâng, thì để kết thúc cái chương trình ngày hôm nay thì chúng ta phải ca tụng Đức Mẹ phải không? Một cái bài hát mà em nghĩ là rất là hay, có tựa đề là Hoan ca Maria của nhạc sĩ Kim Long, cũng như là chú của anh Nguyễn Ngọc Chí ngày hôm nay. Anh có biết là tiểu sử của bài này như thế nào không anh? Lúc nào mình phải mời cha Kim Long để cho hỏi cha thầy coi, tại vì cha sáng tác rất là nhiều bài rất là hay. Vâng, vậy thì xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Hoan ca Maria của nhạc sĩ Kim Long. Thank you.
Thiên Chúa ở cùng mẹ liên, đẹp tươi riêng lệ khôn say, ngàn đời dâng lời hoan ca Maria. Trong đám cây u sầu cuộc đời vương màu tang chê, nhưng sáng ngời niềm tin theo thần giữ cơ dâng lời kỳ mừng Maria. Đầy ơn phúc Thiên Chúa ở cùng mẹ liên, đẹp tươi riêng lệ khôn say, ngàn đời dâng lời hoan ca Maria. Chúa ở cùng mẹ liên, đẹp tươi riêng lệ khôn say, ngàn đời dâng lời hoan ca Maria. Wow. Hy vọng là Đức Mẹ nghe cái bài này Đức Mẹ sẽ rất là vui và Đức Mẹ che bớt lỗi. Nhưng mà em nghĩ là tất cả khi mà chúng ta hát với tất cả cái tâm hồn như vậy thì Đức Mẹ sẽ rất là vui. Và hôm nay thì là sinh nhật của Đức Mẹ, thì rất là tóm tắt, anh chị sẽ cầu nguyện gì với Đức Mẹ? Rất tóm tắt mà thôi. Em mời từ anh Quyết đi. Thì con thấy từ nãy giờ mình hát thì có lẽ là cái chữ của mẹ nói là xin vâng là có lẽ là trong đời sống là tốt nhất. Ok, mời chị. Cầu cho Đức Mẹ để mà theo chân Chúa đến cùng. Con à cha? Dạ đúng rồi. Một cái câu gì rất là ngắn cùng với Đức Mẹ. Con dạ cầu Đức Mẹ cho con được nói tiếng xin vâng. Anh Vũ. Dạ con thì cầu cho Đức Mẹ là giữ gìn chúng con để mai sau chúng con cùng hưởng chung với Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Wow, rất là hay. Còn em thì em cầu nguyện cho Đức Mẹ, với Đức Mẹ cho em được khiêm nhường, tại vì em hay khoe lắm. Xin Đức Mẹ cho con dẹp cái tính hay khoe khoang đi. Rồi, còn anh thì hôm nay em cầu nguyện gì với Đức Mẹ? Con cầu nguyện với Đức Mẹ cho con thêm nhẫn nại. Nhẫn nại, ok. Nhẫn hạnh, nhẫn đàn, đánh đàn càng ngày càng hay, phải không? Cảm ơn anh rất là nhiều. Và hy vọng trong những lần tới nữa thì anh sẽ đến với sinh hoạt với chúng em. Và hôm nay thì là birthday của Đức Mẹ, thì em nghĩ là mình sẽ hát một bài Happy Birthday cho Đức Mẹ. Ok, mời đàn sĩ. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mother Mary. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mother Mary. Happy birthday to you. Vâng, kính thưa quý vị, thì chúng con xin chào tạm biệt và kính chúc quý vị một tuần lễ được đầy tràn ơn Chúa và được nhiều ơn Đức Mẹ. Thank you and God bless. See you next time.